Xuân quê hương là chương trình được tổ chức thường niên và trở thành điểm hẹn quen thuộc, lan tỏa tình yêu thương, sự ấm áp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi khi Tết đến xuân về. Nối tiếp thành công, năm nay chương trình Xuân quê hương 2024 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp thiên anh hùng ca ngợi sáng được tổ chức với các hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Năm nay thì chương trình được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với cái chủ đề là Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp thiên anh hùng ca ngợi sáng như là một cái lời tri ân, một cái lời động viên đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn anh dũng trong đấu tranh, đi đầu trong các công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập, đặc biệt đã khắc phục khó khăn đối với thành phố khi đại dịch Covid xảy ra, nhanh chóng phục hồi, phát triển và sẽ tiếp tục là cái đầu tàu đi lên của cả nước. Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn, khích lệ tinh thần yêu nước, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Lễ dâng hương dâng hoa các vua hùng tại khu tưởng niệm các vua hùng, công viên lịch sử, văn hóa dân tộc. Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nghi thức thả cá chép truyền thống tại bến Nhà Rồng. Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc Xuân quê hương 2024 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp thiên anh hùng ca ngợi sáng đã mang lại nhiều cảm xúc cho kiều bào khắp nơi trên thế giới trở về tham dự. Lần đầu tiên được về tham dự chương trình Xuân quê hương này lại là một trong top 100 kiều bào tiêu biểu trên thế giới, thì tôi rất là cảm thấy vui và xúc động là được về đây giao lưu và gặp gỡ các kiều bào và lại được hòa vào không khí cho chương trình Tết của Việt Nam tại Việt Nam. Và tôi rất mong muốn rằng là năm nào cũng mình cũng được trở về đây để tham dự các cái chương trình như thế này để có nhiều gắn kết hơn với lại cả các kiều bào ở trên toàn thế giới. Chương trình Xuân quê hương nhiều năm qua đã trở thành điểm hẹn trở về quê hương ăn Tết của kiều bào khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, chương trình đã lan tỏa tới cộng đồng người Việt ở một số nước, trong đó có Nhật Bản. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1, để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu đã tổ chức lễ hội Tết Xuân quê hương 2024 tại công viên Tenjinchuo, trung tâm thành phố Fukuoka. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bà con kiều bào mỗi dịp Tết đến xuân về. Lễ hội Xuân quê hương 2024 là sự kiện thường niên thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo kiều bào và người dân khu vực Kyushu Okinawa, thể hiện sự quan tâm của nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng, với mong muốn bà con là một khối đại đoàn kết và luôn hướng về cội nguồn. Chúc cho cộng đồng người Việt Nam tận hưởng một cái Tết đậm ấm, đậm đà tình quê hương, và các bạn sẽ ghi chép thêm vào cái nhật ký của các bạn thêm một cái Tết 2024. Chúng tôi rất may mắn khi được đồng hành cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, các doanh nghiệp, bà con kiều bào cùng nhau đoàn kết, chung tay, góp sức, góp công, góp của để làm sao tổ chức một chương trình ý nghĩa và được bạn bè Nhật Bản đánh giá rất cao. Điểm nhấn của lễ hội là hai sự kiện quan trọng lần đầu tiên được tổ chức, bao gồm xác lập kỷ lục số lượng người mặc áo dài xếp hình bản đồ Việt Nam ở nước ngoài 1.500 người và tuần lễ thời trang áo dài Fukuoka 2024 với bộ sưu tập gồm 180 áo dài của 6 nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam. Có thể nói, với mỗi người Việt Nam dù đang sinh sống, làm việc ở bất cứ nơi đâu thì Tết Nguyên đán luôn là thời khắc để lắng lại, để nhớ về quê hương đất nước, nhớ về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Đó cũng chính là động lực, là niềm tin để cộng đồng người Việt hòa nhập, ổn định tại đất nước sở tại và chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, tự hào sánh vai cùng bạn bè khắp năm châu. Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện ngày mới của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời với quê hương đất nước. Chính vì thế, trong những năm qua, nhà nước luôn tổ chức những hoạt động để bà con trở về, được đóng góp tri thức, kinh nghiệm xây dựng quê hương đất nước.
Đặc biệt, mỗi năm, bà con đều háo hức mong chờ vào sự kiện Xuân quê hương. Và ngày hôm nay, chúng tôi mời đến chương trình Câu chuyện ngày mới bà Vũ Thị Huỳnh Mai, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh để lắng nghe những chia sẻ cũng như công tác đón tiếp bà con kiều bào trong dịp Tết đến xuân về này. Cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và nhân dịp Tết đến xuân về và đặc biệt là sự kiện Xuân quê hương 2024 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì không biết là bà có thể chia sẻ một chút đó là những cái công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức như thế nào? Kính chào quý vị khán giả. Thì năm 2023 được xem là một cái năm mà công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh đạt được rất là nhiều cái thành quả hết sức là tích cực. Trong đó là chúng tôi tập trung trên ba cái nguồn lực. Thứ nhất là về cái nguồn lực tri thức, khoa học và nguồn lực về đầu tư và về nguồn lực về ngoại giao nhân dân. Có những cái sự đóng góp hết sức là tích cực cho sự phát triển chung của thành phố. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua đã chuyển biến là có sự sáng tạo hơn trong việc mà lồng ghép những cái thông tin tuyên truyền nghị quyết của Quốc hội, nhất là nghị quyết 98 vào triển khai thực hiện cái nhiệm vụ, thông tin về cái triển khai đề án thúc đẩy cái sự mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trọng điểm của cả nước, và trong đó là thực hiện các mối quan hệ về đối tác chiến lược của Việt Nam phục vụ cho mục tiêu phát triển chung về kinh tế nhanh bền vững của thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đó chúng tôi cũng thực hiện một số cái hoạt động về của việc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc mà xây dựng cái đề án chính sách kiềm hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2030. Đề án phát huy nguồn lực con người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ cho phát triển đất nước trong tình hình mới. Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành cái ngôi nhà chung để kiều bào trở về và cũng là nơi để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con, cũng là nơi để tiếp nhận những sáng kiến, những kinh nghiệm, những tri thức mà bà con đã ra đi mang về để phục vụ cho quê hương đất nước, đặc biệt là cho thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì không biết là trong năm qua và cũng trong thời gian tới thì Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành cái nơi để chúng ta gắn kết bà con, đoàn kết dân tộc cũng như là tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của bà con để xây dựng cho quê hương đất nước và thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Thực hiện về cái chủ trương của Đảng, của nhà nước chúng ta luôn quán triệt là người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Công tác người Việt Nam nước ngoài là một trong những công tác đặc biệt quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng bộ, chính quyền thành phố, nhất là trong cái tình hình hiện nay về đòi hỏi sự yêu cầu cao hơn về phát triển kinh tế xã hội của thành phố, về quốc phòng an ninh. Do đó lãnh đạo thành phố càng kỳ vọng công tác người Việt Nam nước ngoài nó sẽ là một cái công tác mà sẽ tiếp tục có những cái chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn nữa. Có thể nói năm nay thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Ngoại giao đã vinh dự được tổ chức chương trình Xuân quê hương năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác. Như các bạn đã thấy thì để đón đồng bào kiều bào các nước trở về thành phố Hồ Chí Minh dự Xuân quê hương thì trụ sở Ủy ban Nhân dân của thành phố cũng như trụ sở Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng tập trung để trang trí rồi tạo những cái môi trường hết sức là thân thiện để làm sao kiều bào cảm nhận được là trở về với ngôi nhà của chính mình. Xuân quê hương 2024 được tổ chức lựa chọn tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Liên tiếp thiên hùng ca người sáng. Vậy thì không biết là cái xuân quê hương năm nay thì cũng mang lại cho bà con kiều bào một cái không khí như thế nào, có những cái điểm nhấn gì đặc biệt và thông qua đó chúng ta gửi gắm điều gì đến bà con kiều bào với hơn 6 triệu kiều bào đang sinh sống làm việc tại nước ngoài. Cái nội dung đó thì tôi cũng là thấy rằng là để làm sao mà giới thiệu cho cái những thành tựu của thành phố Hồ Chí Minh trong một cái chương trình nghệ thuật phải hết sức là mang tính là thể hiện cho kiều bào thấy là thành phố Hồ Chí Minh cùng gắn bó với cả nước, cùng cả nước để làm sao để phát triển kinh tế xã hội. Không chỉ là phát huy nguồn lực kiều bào để đem về cho hỗ trợ để là phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh, đó cũng là một cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và cái việc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm nay thì cũng phải nói là hết sức là chặt chẽ, vấn đề về an ninh trật tự cũng như là các khâu tổ chức hết sức là chỉnh chu, chu đáo để kiều bào cảm thấy là hết sức là thoải mái, thân thiện. Và trong cái chương trình Xuân quê hương cũng có một cái nội dung là họp mặt giữa lãnh đạo thành phố với kiều bào. Đây được xem là một cái nơi mà để kiều bào có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế, những đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và khu vực cũng biến động và đầy rẫy những khó khăn, bà con kiều bào của chúng ta vẫn đang ngày càng đối diện với những cái hoạt động ở quốc gia sở tại. Vậy thì không biết là trong năm 2024 thì công tác người Việt Nam nước ngoài sẽ có những điểm gì nổi bật và sẽ đáng chú ý và trọng tâm đối với thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh cũng là chọn cái chủ đề năm
là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện cái chuyển đổi số và thực hiện cái nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện cái thành công cái nội dung chủ đề của năm 2024 thì bên cạnh các ý kiến hiến kế đề xuất kết nối của các chuyên gia trí thức doanh nhân kiều bào nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở phía nước ngoài nói chung thì công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ trên 3 nhóm giải pháp cụ thể như sau. Cái thứ nhất là chúng tôi sẽ phát huy cái nhóm giải pháp về nâng cao cái nhận thức, chính sách, tổ chức và cơ chế phối hợp. Thứ hai là giải pháp liên quan tới là từng đối tượng, từng loại nguồn lực để có thể là tập trung để phát huy cái nguồn lực kiều bào. Thứ ba là giải pháp về bồi dưỡng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở các nước sở tại. Trong đó là hết sức là quan tâm phối kết hợp với các cơ quan lãnh sự để làm sao quan tâm đến kiều bào các nước để các bạn có thể là hỗ trợ về tinh thần và những cái vấn đề liên quan đến những kiều bào họ trở về Việt Nam muốn có nhu cầu về đầu tư, nhu cầu hợp tác và góp ý kế cho thành phố thì chúng tôi cũng sẽ tạo thành một cái ngôi nhà chung. Và sắp tới đây thì Ủy ban Người Việt của chúng tôi cũng sẽ có là dự kiến là thành lập cái điểm hẹn kiều bào. Thì đây cũng được xem là cái kỳ vọng của chúng tôi để làm sao tạo thành một cái nơi hết sức là thân thiện để kiều bào khi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, những vấn đề gì kiều bào còn vướng mắc, còn quan tâm có thể đến ngôi nhà chung. Và cái điểm hẹn kiều bào này chúng tôi sẽ là cái nơi để truyền thông chính sách tốt nhất cho kiều bào, và đây cũng là cái nơi để kiều bào có thể là giao lưu, trao đổi kinh nghiệm theo từng nhóm lĩnh vực để làm sao cùng với thành phố để phát triển thành phố. Và định kỳ hàng năm thì có thể là theo từng chuyên đề chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi hiến kế và giữa là góp ý rồi và giữa có sự tham mời cái sự tham dự của lãnh đạo thành phố để cùng lắng nghe, cùng nghe bà con kiều bào người Việt để đề xuất các chính sách để phát triển hiệu quả hơn và nhất là tôn trọng tất cả những sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Cho đến thời điểm này thì sắc xuân đã tràn ngập trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Còn có rất nhiều những bà con kiều bào Tết này chưa kịp trở về quê hương đất nước để đón Tết vui xuân, được chứng kiến cái sự đổi thay, những thành tựu phát triển của đất nước. Thì không biết là với vai trò là chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Mai có thể gửi đến bà con kiều bào đang sinh sống làm việc tại khắp năm châu nhân dịp Tết này một lời chúc. Kính thưa bà con kiều bào, thì nhân dịp Tết đến xuân về, truyền thống nhân dân dân tộc Việt Nam mình, thì tôi cũng thay mặt lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh kính chúc bà con kiều bào luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và chúc cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nhận được cái sự quan tâm, hỗ trợ của quý kiều bào để làm sao giữa chúng tôi và kiều bào có một cái sự là kết nối để cùng hướng về cái việc xây dựng và phát triển thành phố. Như là trái tim của kiều bào lúc nào cũng đưa hướng về quê hương, thì tôi nghĩ là cái đó cũng là cái động lực để cho kiều bào thực hiện những cái thành công của mình ở các nước sở tại. Xin trân trọng cảm ơn là bà con kiều bào trong thời gian qua cũng đã là hết sức là hỗ trợ và giúp cho thành phố Hồ Chí Minh trong công tác về tham mưu xây dựng chính sách cũng như là những cái góp ý hiến kế và sáng tạo để làm sao giúp cho thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hơn, trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của bà và mong rằng công tác người Việt Nam nước ngoài của tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm tới sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình Câu chuyện ngày mới của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.